Theo thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, có một số nội dung tố cáo và có vấn đề chưa được Thanh tra Chính phủ làm rõ, trong đó có nội dung tố cáo đây là dự án trá hình, thu hồi đất để thực hiện dự án dịch vụ du lịch sinh thái, nhưng thực chất là xây biệt thự để bán. Dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm, dối dân, vụ lợi vì năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây mới ra quyết định thu hồi đất, nhưng từ năm 2001, cán bộ, lãnh đạo xã Song Phương đã mua, gom đất của dân với lý do nhà nước làm bệnh viện, nên một số hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường ở mức 12 triệu đồng trên sào. Bên cạnh đó, nội dung cũng tố cáo việc giao đất doanh nghiệp với diện tích lớn hơn ghi trong quyết định, số tiền bồi thường diện tích ra vượt, không rõ ai được hưởng, diện tích đất xây dựng biệt thự lớn hơn diện tích đất cho phép, đồng thời tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán hơn 8 tỷ đồng một căn biệt thự xây thô trên khuôn viên 300m² đất, nhưng chỉ ghi giấy tờ gần 3 tỷ đồng. Dự án thuộc khu đô thị mới Bắc An Khánh, nhưng cơ quan thuế thu tiền sử dụng đất các lô biệt thự theo giá đất ở nông thôn với giá 350.000 đồng trên mét vuông. Trong khi chưa kết luận dự án có thuộc trường hợp nhà nước thực hiện thủ tục thu hồi đất của các hộ dân hay không. Bên cạnh đó, một số vi phạm đã được làm rõ nhưng Thanh tra Chính phủ chưa kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, như giao đất cho doanh nghiệp không bằng hình thức đấu giá theo quy định, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án xây dựng khu du lịch sinh thái sang xây nhà ở để bán không có cơ sở pháp luật. Qua đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát nội dung đã thanh tra và thanh tra bổ sung các nội dung tố cáo chưa thanh tra, làm rõ tất cả các vi phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1 tháng 8. Trước đó, ngày 16 tháng 1, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra việc phê duyệt thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phương Viên làm chủ đầu tư và nằm trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có ý kiến về kết luận trên. Được biết, dự án có diện tích rộng hơn 20.000m², nằm trong điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương, trong đó bao gồm cả khu biệt thự nhà ở và khu du lịch sinh thái.